buổi sáng tất cả mọi người nha. Sáng nay thì ngày hôm nay là ngày thứ tư Linh nghỉ ở nhà, thì Linh có đi qua thăm ba má chồng và Linh muốn quay sơ cho tất cả mọi người, giới thiệu cùng tất cả mọi người cái vườn của ba má chồng nhà Linh. Cái vườn này Linh thấy là ba má rất là công phu để mà tỉa cây, gọt cây, dọn dẹp rất là sạch sẽ và rất là đẹp luôn. Để Linh quay một vòng cho mọi người cùng coi trước nha, để Linh đổi cái máy. Rồi đây này mọi người, đây là toàn cảnh cái vườn phía trước nhà của ba má chồng nhà Linh. Để Linh quay cho mọi người một vòng mọi người coi nha. Cây cối rất là đẹp luôn. Tại vì ba má thời gian rảnh là dành hết thời gian cho cây cối, cho nên vườn chắc cũng, nếu mà đi thi thì chắc cũng nhất nhì xóm này luôn á. Cỏ lúc nào cũng cắt xanh mượt, cây cối rất là đẹp mà rất là sạch sẽ. Đây là một vòng xung quanh cái khu nhà ba má của Linh ở nè, phía trước nè, trồng những cái cây đơn giản thôi ha mọi người, nhưng mà nhìn rất là sạch đẹp. Tại vì ba má bón phân rồi tưới cây rồi tỉa cây hầu như là mỗi ngày, lặt sâu cho cây nữa, cho nên cây nào ra cũng tốt hết. Là hôm nay Linh sẽ giới thiệu, Linh sẽ cố gắng giới thiệu hai cái loại hoa lạ mà Linh chưa có bao giờ Linh thấy ở bất kỳ nơi đâu khác. Nhưng mà từ lúc Linh sống ở Cali thì Linh thấy rất là đẹp. Thứ nhất là cái hoa này nè mọi người, cái hoa này nó mọc rất là rực rỡ luôn. Màu vàng của nó thì đi xa thôi nhưng mà nhìn thấy nó đã nổi bật lên cả một góc đường rồi. Để Linh quay gần lại cho mọi người cùng coi nha. Mọi người thấy gần nó đẹp không? Nhìn nó giống như là hoa cúc nồi ở Việt Nam mình vậy ha. Nhưng mà nó không phải, cái này nó là chỉ có là một cái cành hoa thôi đó, mà nó nhiều hoa như vậy đó. Thì bây giờ Linh sẽ cố gắng mời ba má chồng ra đây để giới thiệu với tất cả mọi người cái cách sinh trưởng cũng như là cách chăm bón của ông bà như thế nào nha. Bắt đầu ba có một cái thôi hả? Có một cái, có cái này, cái mẹ này từ ở San Jose mà về đây mà gần 25 năm, 20 năm rồi đó. Ồ, cái này cái mẹ hay gì nó bự hả ba? Nó lớn hả ba? Đi đâu có bún theo, đi đâu có bún. Nếu như mà ba, nếu như ba chiến thực thì ba chiến làm sao? Cái cành ba chiến làm sao? Bẻ một cái cắm vô nó sống mà, nó dễ lắm. Ồ, vậy bẻ cái này hả ba? Bẻ cái này nè. Đây là đây, cái này. Không, cái đó không có bẻ nữa, bẻ với cái này này. Bẻ cái này cái cắm xuống nhưng mà nó lâu rau bông lắm, ít chứ cũng là 4-5 năm nó có rau bông. Ồ vậy đó. Cái này trồng cái này. Mỗi lần mà chiết ra là phải bẻ cái này xuống nha mọi người, bẻ cái này. Để cái này đi xong mình cầm mình cắm xuống đất là 4-5 năm sau nó sẽ mọc lên một cái hoa. Ủa ba, nó mọc lên một cái hoa nó có một cái cành này thôi hay là nó cũng nhảy ra tùm lum? Đây này, thí dụ cái này nó tàn cái mình cắt cái này, rồi có mấy cái này nó thành cây mẹ, nó lên lại rồi mình đây cắt cái này, còn mấy cái nhánh này. Dạ. Ủa là bắt đầu từ cái cành bự này nó cứ mọc mấy cái nhánh nhỏ này ra hả? Ủa nó mọc cái này, bây giờ thí dụ cái này tàn mình cắt ngay đây. Dạ. Rồi bây giờ rồi cũng qua tới cái nó ra bông nữa. Dạ. Đó. Nó mình cắt cái này đi, mình cắt cái này bỏ đi, rồi còn cái này nó ra bông, cứ vậy hoài đó, cứ cắt cái này đi nè. Dạ. Nó tàn rồi nhưng mà nó tàn rồi, nó còn cái này nó cũng đẹp cho nên không có cắt. Nó lâu lâu tàn hả má? Nó lâu lắm, nó trời ơi nó hơn vậy nữa luôn á. Qua cái gốc cho người ta coi nó ra rễ gì ở bên Việt Nam đó. Ồ, cái rễ của nó đây. Cái rễ của nó đang giống như là cây gì ba? Cây da. Cây da hả? Ừ. Oh wow, cái rễ của đẹp nó, cái rễ của nó cũng nhỏ, đẹp quá ha. Nó rời. Nó trên nó rời xuống, còn cái rễ chính nó mới cắm ngay đó. Đây nè, đây nè rễ nè. Oh. Ok. Quay lên luôn. Bụi cây của nhà ba má Linh là chỉ có 102 trong cái khu phố này nha mọi người nha, không có ai có đâu á. Khi nào mà thương lắm yêu lắm mới chiết cho cành chứ rồi. Có chiết ra rồi cho nhiều lắm. Yeah. Cho rồi xong rồi ta mới trồng cái này. Mà người cây ta không có dưỡng. Cái cây này là tức mùa lạnh 30 mấy năm hả ba? 31 năm. Là nó sẽ đi theo ba má, chắc cũng phải di chuyển cũng phải gần 10 cái nhà ha, từ ngày qua đây. Nhà nào mà cũng bứng theo đó. Cũng bứng theo mà không bứng thì má cắt nó để má xong rồi chăm sóc nó để mà chiết cho tất cả mọi người cùng trồng. Rất là đẹp luôn. Đây nó đầy nè, gầm ra bông nè. Cái này nó đầy, nó sâu vậy, nó chưa ra bông nè. Nó sâu chưa ra bông, nó đầy lên nó ra bông. Cái nào sâu đâu má?
cái này sâu nè, cái này nó lên sâu nè, cái này sâu nè, bây giờ nó ra nó lên, nó ló đây, lên đây này, cái này sâu chưa ra bông, cái này đầy nè, gần ra bông nè đó, cái này nó tàn cái này hả? Ừ. Cái này đầy là nó đầy, ừ. Nó ủng lên, nó lên đây, nó dùng lên nè, đó đó, nó đầy nó lên, nó kéo cái này lên luôn nè, nó kéo cái nhỏ nhỏ này, nó kéo kia ở trong kia nó đâm lên, nó đâm lên, đâm lên cái nó cành đây này, ra coi này, ra nhiều lắm, ra đây mưa là chính xác nè, mà đâm lên là nó thành cái cành hay sao, thành cái này nè, mình thấy coi này nè, nó cái nó lú lên rồi thấy không? Dạ. Đó, đâu, cái lá nó rụng hết. Con coi. Cái lá bắt đầu nó teo lại. Cái lá nó rụng hết chứ nó ra cái bông này đây luôn. Đây nè, đây nè, ra đây đây đó nè. Dạ. Cái đó nó lâu rồi, tháng 10 tới giờ nó lòi lên á. Thấy không á? Ờ, nó khi mà nó lòi lên xong rồi á thì cái nó lá, cái lá nó sẽ rụng, nó teo, cái nó rụng lại lần lần. Còn cái cành không? Cái bông không có thấy cành. Nó ra nó có cái cành dài nữa không ba, xong rồi cái bông dài trên đúng không? Nó từ tháng 10 tới giờ đó. Từ tháng 10 tới nay là 6 tháng rồi. Quá đẹp luôn á. Mọi người có thấy là cây hoa lá nó cũng giống như là con người mình không? À, mỗi cái cây, mỗi cái hoa nó có một cái sự phát triển khác nhau và con người mình cũng vậy thôi ha. Mỗi người một hoàn cảnh, một cuộc sống khác nhau. Thì dù có ở bất cứ hoàn cảnh nào thì Linh cũng luôn mến chúc tất cả mọi người sẽ vượt qua được tất cả những khó khăn trong hiện tại cũng như là trong tương lai. Và mọi người ai cũng đều có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau nha. Chúc tất cả mọi người sức khỏe nha. Bye bye.